Có lẽ làm đẹp đã trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với các chị em phụ nữ. Đẹp giúp chúng ta tự tin hơn trong mọi tình huống, công việc cũng như cuộc sống. Các bạn nữ chúng ta đều cần đẹp, cần trang điểm khi đi làm, đi chơi, dự tiệc, gặp gỡ bạn bè. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tự trang điểm, làm đẹp cho chính mình. Nếu bạn là phụ nữ, bạn chưa biết cách tự trang điểm cho bản thân, chưa biết dùng loại mỹ phẩm nào là tốt và an toàn, thì hãy tham khảo ngay khóa học này của chị Tina Nguyễn. Trang điểm cá nhân, tôn vinh vẻ đẹp rạng ngời của chính mình. Trong khóa học, Tina Nguyễn sẽ giúp bạn có được những kiến thức cơ bản về cách chăm sóc da trước và sau khi trang điểm. Bạn sẽ được hướng dẫn cách phân biệt từng loại mỹ phẩm phù hợp dành cho mình, tìm hiểu công dụng của các loại cọ trang điểm, cách bảo quản và cách sử dụng. Cách trang điểm như kẻ mắt, phối màu, che khuyết điểm giúp bạn biết cách tự trang điểm cho mình hoặc cho người khác khi đi chơi, đi làm hoặc đi dự tiệc một cách nhẹ nhàng và tự nhiên nhất. Hãy đăng ký ngay khóa học để có được bí quyết biến hóa khuôn mặt của bạn trở nên xinh xắn, tự tin, rạng ngời và cuốn hút hơn. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.